Mày mà không trả tiền á, tao quýnh bà. Mày tên đâu mày? Chị gì, cứu mẹ, cứu mẹ. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ thiếu tiền. Người ta bắt chó mẹ nè. Cha nội giùm mẹ đi con. Anh là giang hồ hả? Ừ. Anh đánh bả thêm đi, tôi cho anh thêm tiền. Cái gì kỳ vậy con? Sao? Không dám quýnh hả? Thì để tôi làm cho. Cái gì vậy? Ê, tính làm gì vậy? Em. Em làm gì vậy? Gì vậy con? Gì đây mẹ? Mệt quá, sợ chết rồi con. Cái này bả nhờ tôi, chứ tôi không có biết gì đâu nha. Tất cả là cậy con á. Mẹ kêu con cho mẹ tiền đi, con không cho. Nên mẹ mới bày trò này nè, con biết chưa? Ủa, ai à? Con trai con. Dạ, con chào bác. Chào con. Giàu không, giàu không? Mẹ. Ôi, để mẹ. Con ngồi xuống đi, ngồi xuống à. Trời ơi, công nhận á, con vừa đẹp trai mà nhìn sang trọng nữa. Chắc là con hay cho tiền mấy chi lắm đúng không? Mà cho nhiều lắm đúng không? Con cho tiền chi, có nghĩa là tiền của con giống như tiền của chi, mà tiền của chi cũng giống như tiền của bác. Thôi giờ mình gom lại đi, con đưa tiền cho bác ha. Cái gì vậy mẹ? Con quen anh Thịnh không phải là vì tiền. Mẹ thôi ba cái trò xin tiền này đi, mất mặt con quá à. Gì đâu mất mặt. Bộ quen không cho tiền hả? Vậy là đàn ông ích kỷ, đàn ông chùm sò rồi. Mẹ nghĩ là con nên dẹp đi, chia tay đi, ngồi quen mấy đứa vậy ha? Không phải đâu bác đừng hiểu lầm. Để con cho tiền bác. Cái gì vậy anh? Đây là mẹ của em, có cho thì em cho, chứ không tới lượt anh đâu. Vậy là con sẽ cho mẹ đúng không? Vậy tiền đây. Mỗi tháng con cho mẹ 10 triệu đâu hết. Con nghĩ 10 triệu con nhiều lắm hả? Mẹ xèn cái là sập bách rồi. Cho thêm tiền đi. Ê chết rồi. Em. Chị. Nè, đi đâu đó? Dậy. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà con ngủ? Dậy. Cái gì vậy mẹ? Hôm nay con mệt, con có xin công ty nghỉ rồi. Chuyện của mày là bây giờ mày qua nhà bà Tám mày phụ đám dỗ kiếm tiền cho mẹ, mày hiểu không? Mẹ ơi, hôm nay con mệt lắm, không có làm gì nổi rồi. Cái con nhỏ này, sao mày làm biến quá vậy hả? Mày không có thương mẹ đúng không? Được rồi, để tao lê cái thân già này, tao qua đó tao phụ người ta làm, rồi tao cục ngã vì căn bệnh đau tim của tao, tao chết cho mày vừa lòng. Thôi. Trời ơi là trời. Rồi để sao? Không đi. Rồi đi lẹ đi. Lẹ trễ giờ là mất tiền mày hiểu không? Lẹ. Từ đó mẹ. Ngủ lên. 1, 2, 3. Hay. Rồi đi lẹ. Rồi đi. Rồi, chuẩn bị ra khỏi nhà rồi. Qua rước tao nữa chưa? Rồi, vậy nha. Xong chưa? Chạy xe kiểu gì vậy? Xuống xe, đưa cái bấm cho tao. Gì vậy? Gì vậy? Dạ thôi. Cái gì? Vụ gì? Ai? Bấm của tôi. Làm gì vậy? Xe của tôi. Nghe mày. Cái thằng mày điện cái gì? Mày có biết là công an rình bắt mày không? Tao kêu là mày lấy cái túi tiền thôi. Mày nghĩ sao mày đánh nó nhập viện luôn vậy? Thôi được rồi. Bây giờ mày làm ơn, mày đem cái xe đi mày bán, rồi mày đưa tiền cho tao, biết chưa? Đừng có điện nữa. Quá trời đất thằng. Tại sao mẹ lại đối xử với tôi như vậy hả mẹ? Đối xử gì con? Hả? Nói gì không hiểu gì vậy? Mẹ đừng có đóng kịch nữa. Tôi nghe hết rồi. Thì tất cả cũng tại mày á. Mẹ nói mày đưa tiền cho mẹ đi, mẹ không có chịu nghe. Bây giờ nên mẹ mới bày cái trò vậy thôi. Đúng rồi. Tại tôi hết. Một tháng tôi làm cực khổ, tôi cho mẹ mấy bao nhiêu lại tiền. Tôi là con mẹ mà. Tại sao mẹ không biết thương tôi? Sao không thương? Mà đưa tiền gì đưa có ít quá. Mẹ là mẹ cần là cần nhiều hơn. Nên để trả nợ. Rồi cứ mỗi lần xin tiền thì cứ đưa nhỏ giọt. Rồi nói này nói nọ. Rồi mặt nặng mặt nhẹ. Mẹ là mẹ mày mà, đâu phải con mẹ mày đâu. Mẹ ơi, tôi đi vay nợ mấy trăm triệu để trả tiền cho mẹ. Tại sao mẹ không nói? Mẹ biết xót tôi hả? Mẹ để tôi ra để mẹ rút tiền tôi hả? Hay sao? Nói tới là khóc, nói tới là kệ lệ, nói tới là lèm bèm. Tao là mẹ mày đó. Mày phải biết thương tao chứ, mày biết suy nghĩ cho tao chứ. Mặt mũi của tao mày hiểu không?
Chị có bao giờ mẹ nghĩ cho tương lai của tôi sẽ như thế nào chưa? Cái đó là chuyện của mày. Nhưng mà mày á là con tao, tao nói cái gì mày phải nghe, hiểu không? Chính vì tôi là con của mẹ nên tôi phải khổ như vậy nè. Cái mạng này mẹ cho tôi chứ gì? Tôi sẽ dẹo nó xuống sông Sài Gòn. Tôi trả cái mạng này cho mẹ được chưa? Tôi không mẹ. Chị ơi, chị mẹ ơi, chị anh đây nè. Em bị sao vậy em? Bình tĩnh anh nè. Bình tĩnh con. Bình tĩnh con không ăn chi nữa sao kìa. Bác lại bắt Chi đưa tiền cho bác nữa đúng không bác? Bác xem đi, Chi bị trầm cảm giai đoạn cuối rồi, có thể tự tử và tự hành hạ bản thân mình đó bác. Mày để tôi ra làm cái gì? Tôi không sống để trả nợ cho mẹ nữa đâu. Bình tĩnh đi cô anh này. Đừng mà em bình tĩnh đi. Chị ơi chị, mẹ xin lỗi con. Mẹ không biết là mẹ làm này làm kia. Mẹ làm cho con như vậy. Chị ơi, đừng mà con. Tôi chị không sống để trả nợ cho mẹ nữa đâu. Tại sao vậy? Đừng có đâu. Còn có anh đi mà. Rồi bây giờ anh sẽ lo lắng bảo vệ cho em. Xin lỗi đã làm phiền gia đình. Chúng tôi đã bắt được đối tượng cướp xe của Chi. Hắn ta đã khai nhận mẹ của chị là chủ mưu. Mời bà theo chúng tôi về phường làm việc. Đi. Chị ơi, cứu mẹ. Cứu mẹ Chi. Tao mà không lấy được tiền, tao lấy cái tay của mày. Đem hết tiền ra đây. Trời ơi, có tiền đâu mà đưa, không biết nữa. Bây giờ không đưa đúng không? Hai người đủ rồi đó, không sống được thì đi. Đừng có báo người khác như vậy. Mồm lại cho tao nha. Nè, tôi không có nhìn hai người ở đâu nha. Tao cấp cứu.